Trong nhịp sống công nghiệp hiện đại, không ít lần bạn cảm thấy áp lực, căng thẳng và mong muốn có khoảng không gian trong lành, thoải mái, giao hòa với thiên nhiên. Bạn mong muốn tìm kiếm một môi trường sống lý tưởng, giúp xua tan những lo âu, mệt mỏi trong công việc và tận hưởng các tiện ích hiện đại, đẳng cấp, phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu học tập, làm việc, vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Nắm bắt được nhu cầu thực tế ấy, chủ đầu tư đã ấp ủ đến ý tưởng và cho ra đời khu đô thị Ngũ Tường Khải Hoàn. Dự án thuộc thị xã Bến Cát là khu đô thị đẳng cấp nhất tỉnh Bình Dương, sở hữu lợi thế đắt giá mà không phải nơi nào cũng có được khi tiếp giáp với khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3, 4. Ngũ Tường Khải Hoàn còn nằm dọc hai bên bờ sông thị tính hiền hòa, thơ mộng, mang đến không gian sống trong lành và mát mẻ, rất tốt cho phong thủy. Dự án nằm ngay giao điểm đường vành đai 4 với đại lộ Bình Dương đã được mở rộng 6 làn xe và trong tương lai sẽ được nâng cấp thành đường cao tốc trên cao với 12 làn xe. Đây là khu đô thị có địa thế liên kết vùng thuận lợi khi tiếp giáp vành đai 4, tuyến đường huyết mạch nối liền Bình Dương với các tỉnh lân cận, đi qua địa giới hành chính của các thành phố tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Ngũ Tường Khải Hoàn không chỉ nằm trong khu dân cư hiện hữu, hưởng lợi tối đa các tiện ích về văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí mà còn có tiềm năng tăng giá cao nếu khai thác kinh doanh thương mại dịch vụ. Khi liền kề trường đại học quốc tế Việt Đức quy mô 50 hectare, đối diện trung tâm thương mại Big C, chỉ từ 10 phút đi xe, cư dân khu đô thị đẳng cấp này dễ dàng tiếp cận các công trình vui chơi giải trí tại khu du lịch Đại Nam Văn Hiến, khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á, hay thay đổi nhu cầu mua sắm ẩm thực cuối tuần tại trung tâm thương mại Vinatex, trung tâm thương mại GS Square. Xa hơn một chút, thư giãn tại Ion Mall Bình Dương, Metro Bình Dương hay trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương. Ngũ Tường Khải Hoàn xứng đáng là một tuyệt tác hoàn mỹ của kiến trúc, nơi mang lại niềm tin và cuộc sống trọn vẹn. Dự án sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm một cơ hội đầu tư, kinh doanh và môi trường sống đẳng cấp. Với mong muốn tạo dựng một khu đô thị mang lại sự thịnh vượng bền vững, kết hợp hoàn hảo giữa hai phong cách kiến trúc Đông Tây, dự án được các nhà phong thủy và các kiến trúc sư hàng đầu của Singapore thiết kế dựa trên địa thế thực tế. Dự án được chia làm 5 phân khu, nằm hai bên bờ sông thị tính hiền hòa, với các dãy phố có mặt tiền hướng sông đạt minh đường tụ nước theo học thuyết phong thủy. Phố tri thức Phúc Tường sở hữu trung tâm thương mại và đường lớn bao quanh sẽ là khu dân cư sầm uất phúc lộc tràn đầy, vùng đất mang sắc màu rực rỡ thịnh vượng. Shop House Ngân Tường nằm ngay trục giao thông huyết mạch với một mặt giáp sông sẽ là địa điểm tuyệt vời nhất để quý khách đặt văn phòng công ty, cho thuê hoặc làm khách sạn cao cấp. Tình hình với giá trị thương mại cao, Shop House Ngân Tường sẽ đem đến cho quý khách trải nghiệm kinh doanh hoàn hảo nhất, mang lại một cuộc sống êm đềm, vinh hoa, phú quý. Biệt thự view sông Kim Tường nằm dọc sông thị tính, sở hữu công viên trung tâm hơn 6 hectare, được xem là trái tim của Ngũ Tường Khải Hoàn. Với thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây sẽ đem lại cho quý khách sự pha trộn văn hóa độc đáo, chất lượng sống đẳng cấp, khẳng định vị thế của những doanh nhân thành đạt. Phố thương mại Cát Tường sở hữu các tiện ích công cộng như khu ẩm thực, trường học xen kẽ với các khu phố thương mại và khu biệt thự vườn, mang đến cho cư dân không gian sống bình yên và hạnh phúc sau những giờ làm việc căng thẳng, đời cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, phước lộc tràn đầy. Phố thương mại Hùng Tường nằm trong khu vực yên tĩnh, được thiết kế hài hòa, sang trọng, hiện đại. Bên trong khu phố Hùng Tường sở hữu trung tâm y tế cộng đồng với các tiêu chuẩn chất lượng cao, sẽ đảm bảo cư dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Mỗi khu vực tại dự án Ngũ Tường Khải Hoàn đều có những nét đặc trưng riêng, nhưng khi kết hợp với nhau sẽ đại diện cho ngũ phúc lâm môn, với ý nghĩa trời đất có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mang lại ngũ phúc, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn cho cư dân. Đây cũng là ý nghĩa và mục tiêu xuyên suốt mà chủ đầu tư khu đô thị Ngũ Tường Khải Hoàn muốn gửi gắm và xây dựng với tất cả tâm huyết của mình. Ngoài ra, dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích thông minh khép kín và riêng biệt như công viên cây xanh nội khu hơn 20 hectare, đường chạy bộ ven sông hơn 8 km, khu câu cá giải trí cuối tuần, khu thể thao trong nhà và ngoài trời đầy đủ tiện nghi, khu cắm trại ven sông thị tính thơ mộng. Tất cả hứa hẹn đem lại một cuộc sống sinh động và không kém phần lãng mạn. Khu đô thị Ngũ Tường Khải Hoàn được chủ đầu tư quy hoạch đa dạng các loại hình như biệt thự view sông, biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố, đất nền với diện tích đa dạng. Dự án được ví như thành phố thu nhỏ đa tiện nghi, được bao bọc giữa một vùng sông nước thanh bình yên ả. Lựa chọn an cư tại khu đô thị Ngũ Tường Khải Hoàn, mọi nhu cầu sống xanh hiện đại của cư dân đều được đáp ứng hoàn hảo.
bởi tất cả tiện ích đều nằm trong tầm tay. Ngũ Tường Khải Hoàn, tâm điểm đầu tư, an cư trọn vẹn.